Rồi ok. Hello anh em. Chào mừng anh em đến với clip hôm nay không phải là AFK mà hôm nay là không, một cũng là AFK nhưng mà là AFK ở TTG Shop. Hôm nãy vừa mới livestream cho anh em ca chiều xong rồi tôi chạy qua TTG Shop bởi vì là như tôi nói với anh em ấy là cái đợt áo đầu tiên, áo hoodie đầu tiên đã về shop rồi. Đây anh em có thể nhìn thấy đây. Đợt áo hoodie đầu tiên đây, bao gồm có hai màu đen và trắng và có ba mẫu tất cả. Một là mẫu gaming đụt này. Đây. Rất đẹp. Thứ hai là mẫu đây, Have a Great Day, một cái mẫu mà dành cho các anh em thực sự là đam mê với cả PUBG, nhìn rất là quen hòm thính rồi. Và ba là mẫu Winner Chicken Dinner. Cả ba mẫu này thì đều có cả màu trắng màu đen nhá. Và tôi vừa mới về sau, giá cả thì anh em có thể tham khảo trên ttgshop.vn. Đây. Đây là người mẫu của bọn tôi. Ngày hôm nay một hacker, anh vừa mới được tuyển từ Taliban đến TTG Shop. Đây, anh em có thể thấy đang post rất là kinh. Đây. Đây là mẫu áo gaming đụt màu đen đây. Anh em nào mà thích làm hacker ngồi mặc bộ này, đeo cái mũ lên một cái là trông ok ngay. Vũ đang ngồi code phần mềm để hack vào cho anh là ngân hàng quốc gia à? Lấy tiền à? Đúng rồi. Đấy, đây là bộ màu đen này. Còn đây là con lợn, à quên, đây là đạn. Vâng, đạn áp của anh em đây, đang mặc trên người bộ Have a Great Day. Trông rất đẹp. Chơi cái gì đây? Chơi gì? Con cuối cùng thôi. Đâu bán nó đâu. Đưa đây xem con gì. Đây. Đây cũng là một mặt hàng mà shop của tôi đang bán, một cái máy điện tử 4 nút chơi cầm tay, bật lên xem nào. Không bật à? Không thì bật. Cầm về mới được à? Ừ. Thôi rồi. Đó. Đạt mấy hôm nay chưa mơ ngồi chơi cái đấy. Đây là cái bộ mẫu áo thứ hai là Have a Great Day đây. Đây là màu đen, kia là màu trắng đẹp hơn. Thực ra thì tùy mắt của anh em thôi, nhìn có thể là sẽ thấy là màu đen hoặc là màu trắng đẹp hơn. Theo mắt của bọn tôi thấy rằng màu trắng có vẻ đẹp hơn, chắc là sẽ hợp với các bạn nữ nhá. Con gái mà xinh hay không xinh mặc vào đều đẹp hết. Đấy. Winner Chicken Winner đây là mẫu này. Đây tôi đang mặc trên người đây. Đây là mẫu màu trắng của Winner Chicken Dinner. Nó có một cái điều khác, đấy là nó màu đỏ. Đấy, nó màu đỏ. Đấy mà rất là đẹp. Ok. Rồi. Đấy, bây giờ hàng đã về đến nơi rồi. Anh em có thể đặt hàng trên ttgshop.vn hoặc là PM vào fanpage TTG Shop đều được. Sẽ có các bạn tư vấn, chăm sóc cho anh em về giá cả. Ok. Rồi. Bye bye, see you again.